Xin chào tất cả các khách hàng của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du nha. Hiện nay bác sĩ Việt đang thực hiện một ca nâng mũi sắp xong rồi và bên phòng kế bên cũng có vị khách đang chờ để mà thực hiện dịch vụ nha. Bác Việt đang thực hiện ca này sắp xong rồi nha mọi người. Mình chờ để mình xem kết quả ha, như thế nào nha. Được thôi, theo ý như không bao giờ làm đẹp, chỉ làm thành lòng sắt. Thì này cái mũi chỉ hơi thấp, thứ nhất là nó không được liên tục, không được thẳng của cái sống mũi. Nên là mỗi một lần nó nhẹ nhàng, nó hơi cong cong mà. Người Việt mình hay gọi là mũi dọc dừa. Thì nó như cái tầng dừa vậy đó. Thế thôi, đơn giản lắm chứ. Vậy chứ bác Việt sợ người nó, ôi gì làm đẹp đẹp chứ bác sĩ. Mình không biết sao đẹp quá vậy, qua hậu đi xuống mà nhiều khi bác Việt còn ta che qua hậu mà. Qua hậu, qua hậu. Cho đôi dép. Nói xúc phạm. Cho nên phòng khám là mình Nguyễn Du có qua hậu. Mẫu hậu đi. Qua hậu gì? Hả? Chị làm hoàng thái hậu. Mình muốn mọi người thấy ha, bác sĩ Việt đang phẫu thuật, đang tiểu phẫu nâng mũi cho khách hàng nhưng mà nói chuyện rất là rôm rã và khách hàng cũng tham gia cuộc trò chuyện, có nghĩa là khách hàng sẽ thấy không đau, không đau ha. Và bây giờ bác Mai xong việc thì bác Mai sẽ live stream và phân tích cho mọi người xem ha. Vị khách hàng này thì nâng mũi bằng chất liệu sụn cổ Mỹ siêu mềm ha. Và bạn muốn nâng mũi một cách nhẹ nhàng thôi, nâng lên một chút xíu cho nó rất là tự nhiên nha. Cho nên là mọi người thấy ha, thật sự luôn thì có những khách hàng như là giới văn phòng nè, điều dưỡng nè, hoặc y tá, bác sĩ. Nói chung là tất cả những người yêu thích tự nhiên thì họ không thích nằm cao vai hoặc là mũi cao tay gì đâu nha. Và đây là cũng là một vị khách hàng rất là yêu thích tự nhiên, cho nên là mặc dù là mũi của vị khách hàng này thiếu thốn nhiều thứ, thiếu da phần sống mũi nè, rồi thiếu phần đầu mũi như luôn, hết tất tật tật. Và phần mũi mặt thì hai gò má thì hơi to, hơi cao bè, nhưng mà bác sĩ vì có tư vấn là mình nên nâng mũi cao nhất có thể và những cái phương pháp mà để đưa đầu mũi dài ra nhiều hơn, nhưng mà vị này không muốn thay đổi nhiều, không muốn làm mất cái độ tự nhiên của gương mặt đi, cho nên là muốn là khắc phục một cái mức độ vừa nhẹ thôi. Vì vậy mà mình sẽ chọn một cái phương pháp cổ điển, bởi vì nếu như mà một cái yêu cầu và một cái yêu thích mà cái nét đẹp, yêu thích một cái nét đẹp tự nhiên như thế. Xin lỗi mọi người nha, phòng phẫu thuật kế bên đang chuẩn bị một ca tiếp theo cho nên hơi ồn. Và bây giờ mọi người thấy là khách hàng là thích một cái yêu đẹp tự nhiên như thế thì mình không có nên làm những cái phương pháp quá cầu kỳ, bởi vì cái kết quả mà mình mong muốn là nó rất là nhẹ nhàng, thì như vậy mình nó uổng phí cho những cái phương pháp cầu kỳ như là bọc sụn tay hay gì đi. Vì vậy mà bác sĩ sẽ chọn một cái phương pháp bền vững và cổ điển, nhưng mà nó có một cái chất liệu sụn rất là đẹp, siêu mềm luôn của Mỹ ha. Màu da thì để làm cho vị khách hàng này và làm trong một cái mức độ mà theo sự yêu thích của vị khách hàng này nha. Thì mình thấy mũi của bạn sẽ được nâng lên một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng nha. Rồi, sắp xong chưa Huế? Đây là bạn điều dưỡng ha, bạn cũng đang vệ sinh cho vị khách hàng này ha, để máy và mình sẽ che mặt vị khách hàng này lại, mình chỉ thấy cái chiếc mũi thôi nha mọi người. Cho nên là em khách ơi, mình cũng tự nhiên ha. Đừng có lo ngại là mình sẽ xuất hiện hết trên gương mặt của mình, trên chân bay của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du ha. Cho nên là mình đừng có lo nha. Bởi vì nghe bác Mai nói rồi live stream này kia rồi rất là sợ ha, cho nên là mình không lo đâu. Và bác Mai sẽ che lại. Em ơi, hỗ trợ giùm chị nha.
Không đâu, bác sẽ lấy cái háp này che. Em cầm cái háp tát này đi, bác gỡ cái điện thoại ra đặng bác quay cận cảnh mới được. Quay cận cảnh cho khách hàng xem một cái chiếc mũi rất là tự nhiên. Đây. Và mình sẽ dùng háp tát này mình che mặt của cô khách hàng này lại, chỉ thấy chiếc mũi thôi. Em ơi, em có hỗ trợ lấy cho chị á cái kiến cho chị khách hàng xem. Đây mọi người thấy ha. Chiếc mũi của chị khách hàng này á là rất là tự nhiên. Mà mọi người thấy không, hồi nãy á, thì cái độ tẹt nó rất là nhiều, mình không có cho xem khách xem trước cái chiếc mũi chưa khi làm, nhưng mà mình cảm thấy rất là ưng ý. Mặc dù một cái phương pháp cổ điển và bền vững theo thời gian, nhưng mà tạo được một cái chiếc mũi như thế này trên một cái nền tảng là thiếu phần da sống mũi và thiếu phần thịt ở đầu mũi, nhưng mà bác Việt đã tạo hình như vậy rất là ok ha. Em cho em đứng ngay chỗ đó luôn, cho chị lấy cái bụng của em làm cái phông mũi luôn. Rồi em được, chị ơi, khách hàng ơi, mở mắt lên đi, rồi cầm cái kiến xem đi. Thấy không? Thấy không? Nghiêng qua một tí. Ừ, để mình thấy được độ cao của sống mũi của mình. Thấy không? Đó, thấy thơm nhẹ nhàng thanh thoát không? Nó không phải là cao tay nha. Đầu mũi cao bay đưa ra phía trước. Nhưng mà với một cái phương pháp này và bắt việc tạo hình như vậy là chị thấy là theo cái sự ưng ý của em rồi đó. Nó rất là nhẹ nhàng phải không? Nhưng mà nó cải thiện cái mũi rất là thiếu thốn của em. Phải không? Hôm nào á mình cái mắt của mình á rất là nhiều mỡ. Mặc dù mình rất là trẻ và cái khối lượng mỡ đó nó làm cho cái mắt của mình cảm thấy nhỏ đi. Em yêu thích cái miếng nhỏ xíu, hoặc là em không muốn tạo mí mà em muốn lấy cái mỡ đó ra để cho cái mắt của mình nó hơi to to một tí. Thì ở đây vẫn có cái dịch vụ đó nha. Chứ đừng có nghĩ là mình cắt mắt là phải to bự giống như bạn của mình nè, hoặc là giống như những hot girl mà mình thấy trên mạng đó. Thì như vậy thì chị nghĩ là em không thích cái kiểu đó, phải không? Cho nên sẵn đây chị cũng nói luôn là cái mắt của mình có thể là tạo một cái miếng nhỏ nhỏ, nhưng mà chủ yếu là lấy nguyên cái cục mỡ ra để là cái mắt em nó to lên, nó sáng lên, cái gương mặt mình sáng lên rất là nhiều. Còn bây giờ chiếc mũi thì nó rất là tự nhiên á ha. Ưng ý quá bác ơi ạ. Mọi người thấy ha, bây giờ khách hàng rất là nhiều người và cô này rất là yêu thích thiên nhiên tự nhiên, cho nên là không có muốn mũi cao tay hoặc là mũi cao xứng với gương mặt, bởi vì cô này cổ mặt cổ bề ngang đó là nó hơi bị to, gò má hơi cao, nhưng mà bác sĩ đã tư vấn rồi, nhưng mà do là không muốn thay đổi nhiều và mình cảm thấy như vậy nó rất là nhẹ nhàng và nó phù hợp với nàng này đó. Tại vì mỗi người có một phong cách và phong thái, thần thái riêng. Có thể là mình không cao quá nhưng mà mình có một cái thần thái riêng thì mình vẫn đẹp. Đẹp theo kiểu cách riêng của mình, phải không em? Đó, cho nên là mọi người thấy ha. Đây chiếc mũi nè, không còn là một chiếc mũi thiếu thốn nữa mà bây giờ nó là một chiếc mũi vừa đủ ăn. Phải không? Một mũi xinh đó chứ, đâu phải đâu. Rất là đẹp đó. Rất là đẹp luôn, cao đầu mũi có nè, phần sống mũi vừa vặn ha, rất là xinh. Rồi cảm ơn chị khách nhiều nha. Em khách rất là nhiều. Cảm ơn bác Việt luôn ha. Rồi mọi người thấy ha, cảm ơn bác Việt nè, rất là ưng ý nha.